giờ khơi đàn chương chân ấy đang lục nẹn ná đây có thử đàn chương tròn mà đôi con là đấy chắc đó màu ngà dân màu hói đỏ rồi đấy khơi cù rụng nè đang rụng ấy hạt vô lên đàn chương hết đàn chương nhom đá đây cái này và đấy cứ khơi chậm lại bằng khang nà cái cù ngày thì mà phơi môi khai đập đi quan mà phơi